Câu số 1, số phức nghịch đảo, chúng ta sẽ vào mod 2 để vào mod số phức. Nghịch đảo là bấm 1 phần. Phần ở đây người ta cho Z là 2 trừ 2Y, nên chúng ta cứ ghi là 2 trừ 2Y bằng. Chúng ta sẽ có kết quả là 1 phần 4 cộng 1 phần 4Y. Đáp án là câu A. Kết thúc 30 giây.